Chào mừng các bạn đến với kênh của Tân. Hôm nay Tân đi trang dịch, thì trong lúc lùi dịch thì Tân phát hiện đụm được một cái quả trứng dịch rất là lạ. Bây giờ Tân sẽ quay lại Tân chia sẻ với các bạn nha. Nãy Tân đụm được trứng dịch như thế này các bạn. Nó này, trứng dịch có cuốn luôn. Đây là lần đầu tiên Tân thấy trứng dịch có cuốn như thế này các bạn, lạ lắm luôn. Nè, có cuốn, nó cuốn dài luôn nè. Cũng giống như là cái mình giống như là cái cuốn của trái cây đó. Đây là trứng dịch trẻ đồng á. Đây là bì dịch của nhà Tân, và bì dịch của người chú của đứa em nè. Bì dịch trắng này của đứa em là đen đen á, thì đẻ là của nhà Tân. Trong lúc đồ dịch gom dịch ăn chuẩn bị về thì đang phát hiện đi quả trứng. Các bạn thấy không, lạ lắm luôn. Nó có cuốn dài, thường trứng dịch mình đâu có cuốn ở đâu mà cái này nó cuốn dính luôn rồi mọi người. Lạ ghê luôn á. Cái này là trứng dịch non nha. Mình có cuốn. Nha, ấn dịch nha. Bây giờ Tân sẽ đập ra quả trứng này ở trong nó làm sao nha. Rồi cho bạn cúng rồi bạn làm bạn thử. Bạn phái những dịch sống lắm. Nha. Hấp đi. Rồi cắn nước mà. Đúng là cắn cùi ra thì cái cuốn ra thì nó ở trong nó lủng lỗ nha các bạn. Ở chùm đỏ nhiều, chùm đỏ trứng vịt. Trứng này chùm đỏ, trứng vịt để đồng, trứng vịt bạn này bạn tin là giá bạn rất là khôn luôn. Bạn phải ăn trứng vịt với lại bắt chuột. Bạn này mỗi lần mà bạn gặp trứng vịt ở ngoài ruộng là bạn lấy cái mỏ bạn vẫn bươi vẫn giấu, mà khi mà đã ăn đầy đủ rồi đó, ăn no rồi vẫn giấu lại để sau vẫn ăn nữa. Quay lại chứng dịch cho các bạn xem. Rồi sau khi đứt cái cuốn xong thì chứng dịch nó còn gì nè mọi người. Anh lú bằng chùm đỏ ở trong ra. Đây. Ăn dịch nè. Bây giờ Tân sẽ cho mấy bạn này vẫn thưởng thức coi dịch làm sao. Đây là con. Ôi bắt chuột kìa. Ôi giỏi thiệt, bạn đi bắt cái chuột nó đem chuột về kìa mọi người. Đem Út. Đây nè Dinh Linh. Đem Út. Đây nè. Đây con. Đây nè. Út. Quay đây con. Wow, giỏi thiệt á. Giỏi thiệt. Trong lúc tôi đang clip thì tự nhiên bắt được con chuột hay luôn. Nè nè, Út ra. Quá này cho anh dịch nè. Rồi. Nè Út. Bây giờ anh cho hai bạn ấy nè. Đây. Út đây nè, nè. Rồi bây giờ ăn đi. Lũng lỗ vào ở trong nỏ nó chảy ra nè các bạn. Nắng lính từ tay rồi. Nó sẽ đặn ra cho mọi người. Đây bạn nghe. Nè. Rồi bắt nó ra rồi. Nó hấp vỏ luôn rồi. Rất rõ luôn. Đây là trứng chùm đỏ nó bay ra và các bạn thấy cái đếm nè. Rồi bây giờ ăn xong rồi. Ê! Không bắt chuột nữa.
bây giờ hai bạn ấy đang ăn xong rồi, và chiến dịch cũng đã ăn hết trơn luôn rồi, sạch tay lên luôn rồi các bạn ơi. Thôi bây giờ anh xin kết thúc video tại của mình tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã xem video chiến dịch của cuốn của Tân nha. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau của Tân. Nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới và thực tế đồng quê của Tân các bạn. Chào tạm biệt các bạn.